Dạ em chào cả nhà mình ha. Thì theo lời mấy anh trai đã liên hệ với anh Tư Mì và mấy anh trai có bảo rằng là nhờ anh Tư Mì di chuyển em Isuzu TS 2020 đẹp xuất sắc này lên trên chi nhánh 2 Đông Ngư Cơ Tư Mì, thì chỉ là khu phố 4 thị trấn Tân Thành, Bắc Tây Nguyên, Bình Dương, để cho mấy anh trai tiện đường đến xem xe cũng như là mua xe và sử dụng ha cả nhà mình ha. Thì em nó cũng vừa kiểm định xong cả nhà, nên anh Tư Mì đã cho di chuyển em nó lên Bắc Tây Nguyên, Bình Dương để cho mấy anh trai cũng như là cả nhà mình đến xem xe và mua xe và sử dụng ha. Và để tiện cho cả nhà mình theo dõi thì em xin báo giá lại em nói cho cả nhà mình cùng biết ha. Đông Ngư Cơ Tư Mì sẽ để lại cho cả nhà mình em Isuzu TS 2020 này với mức giá là 45 triệu ha. Không bao bình, không có xe vận chuyển ha cả nhà mình ha. Em nói hàng nghĩa địa, xe rim đét không hề sơn phết cả nhà. Có một số cái vết chày xước trên nắp capo nhưng mà anh Tư Mì cũng không có giảm giá luôn cả nhà. Để nguyên viên em nó luôn, về sau là để như vậy. Và cũng theo một số yêu cầu của mấy anh trai cũng như là bà con mình này, bên Đông Ngư Cơ Tư Mì có di chuyển kèm theo em Isuzu TS 2020 này là 3 bộ đuôi xới cả nhà. Thì đây là những đuôi xới hàng nghĩa địa ha cả nhà mình ha. Hàng riêng theo xe ha cả nhà. Và 3 bộ đuôi xới này thì có cái thông số chiều dài là phủ bì 1m7 cả nhà mình ha. Lọt lòng thì 1m6 ha. Lọt lòng con xới sử dụng là 1m6 ha cả nhà. Thì rất phù hợp với những em như là cái dàn màu đỏ thì phù hợp với em Shimura SD 3000 trở lên ha. Em Shimura SD 3000 Adeo 2 cầu kế bên này cả nhà. Là rất phù hợp với cái dàn xới màu đỏ đó ha. Và di chuyển lên thì sẽ có hai bộ dàn xới màu đỏ và một cái bộ dàn xới màu xanh cả nhà. Bộ dàn xới màu xanh thì là bộ dàn xới của em Isuzu ha cả nhà. Với thông số chiều dài là 1m6 lọt lòng và 1m7 phủ bì thì cái đuôi xới Isuzu thì cũng sẽ phù hợp với em Isuzu TS 2080 trở lên ha cả nhà mình ha. Tất nhiên là phù hợp với đầu xe thì mình chạy nó sẽ không đuối nha cả nhà. Còn mà mình gắn không phù hợp thì chạy cái máy nó sẽ đuối hơn ha. Và đây là cái dàn xới màu xanh nè. Dàn xới này sẽ phù hợp với những em mới cày Isuzu ha cả nhà, từ 28 ngựa trở lên ha. Thì theo dự kiến thì ba cái đuôi xới này và chiếc Isuzu TS 2020 đẹp xuất sắc ở trên xe tải sẽ có mặt ở Bắc Tân Nguyên, Bình Dương vào tối nay cả nhà. Thì em mời cả nhà mình hãy đến xem xe cũng như là xem những phụ kiện như là đuôi xới nè cả nhà. Cảm thấy mà phù hợp với công việc của mình á thì hãy liên hệ với anh Tư Mì để chọn mua em đó về sử dụng ha. Thì cũng còn rất là nhiều những cái đuôi xới luôn cả nhà. Nhưng mà hiện tại bởi vì cái xe tải di chuyển đi thì cũng khá nhỏ và khá chặt cả nhà, nên là bên Đông Ngư Cơ Tư Mì chỉ có di chuyển lên 3 cái đuôi xới kèm theo chiếc Isuzu TS 2020 này cho cả nhà mình đến xem tham khảo như là mua về sử dụng ha. Thì bữa 1 bữa 2 tới có di chuyển mấy cài thì bên Đông Ngư Cơ Tư Mì sẽ di chuyển thêm những cái đuôi xới tiếp theo cho cả nhà mình xem tham khảo ha. Và còn bây giờ thì em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ cả nhà mình ơi.